For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thủ tướng đến Tokyo bắt đầu tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản. Đầu giờ chiều 15 tháng 12 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Haneda, Tokyo, bắt đầu các hoạt động dự hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay, phía Nhật Bản có Thứ trưởng Ngoại giao Komura Masahiro, Cục trưởng Lễ tân Shimada. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và một số cán bộ đại sứ quán. Dự kiến trong chuyến công tác đến Nhật Bản lần này, ngoài các hoạt động chính trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, gặp Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, hội kiến nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản. Ngoài ra, Thủ tướng sẽ gặp gỡ lãnh đạo một số nước, tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản, làm việc với một số tổ chức quốc tế. Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản tại Tokyo diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 12. Đây là dịp đặc biệt quan trọng kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên. Dự kiến các lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản sẽ kiểm điểm lại quá trình hợp tác 50 năm qua, từ đó đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển quan hệ trong giai đoạn mới. Hội nghị sẽ thông qua hai văn kiện quan trọng gồm tuyên bố tầm nhìn về quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản, đối tác tin cậy và kế hoạch triển khai tuyên bố tầm nhìn về quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản, đối tác tin cậy. Hai văn kiện này nhằm cụ thể hóa những kết quả trao đổi của các nhà lãnh đạo tại hội nghị. Cơ hội vàng để trao truyền tình hữu nghị vàng giữa Nhật Bản và ASEAN. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio cho biết, trong nhiều năm qua, Nhật Bản và ASEAN đã đồng hành trên con đường phát triển và hội nhập với tư cách là những đối tác quan trọng. Hai bên đã chung tay giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn hoạn nạn, như thời điểm xảy ra thảm họa động đất sóng thần miền Đông Nhật Bản hay đại dịch COVID-19, và cùng hợp tác như những người bạn chân thành trên tinh thần gắn kết từ trái tim đến trái tim. Định hướng lớn cho quan hệ và hợp tác Nhật Bản-ASEAN trong tương lai dự kiến sẽ được đưa ra tại hội nghị cấp cao đặc biệt Nhật Bản-ASEAN. Đại sứ Yamada Takio kỳ vọng hội nghị mang tính lịch sử lần này sẽ trở thành một cơ hội vàng để trao truyền tình hữu nghị vàng giữa Nhật Bản và Việt Nam cho thế hệ tiếp theo. Theo đại sứ Yamada Takio, thông qua các hoạt động hợp tác kinh tế ODA, đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào ASEAN trong nhiều lĩnh vực, Nhật Bản đã và đang hỗ trợ cho sự phát triển của khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam. Nhật Bản và ASEAN là đối tác thương mại quan trọng của nhau. Nhật Bản đứng thứ hai sau Mỹ về đầu tư trực tiếp tại ASEAN. Trong những năm gần đây, vốn đầu tư trực tiếp trung bình hàng năm của Nhật Bản vào các nước ASEAN đạt khoảng 2,8 nghìn tỷ yên và có khoảng 15.000 cơ sở kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản đang đặt tại các nước ASEAN. Trong thời gian tới, việc giao lưu hai chiều và hoạt động tích cực giữa nhân lực thế hệ mới đa dạng của ASEAN với nhân lực của Nhật Bản sẽ là nền tảng quan trọng trong việc tạo ra các đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. Đại sứ Yamada Takio cho biết, một sự kiện quan trọng trong chuyến công tác lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính là hội đàm cấp thủ tướng đầu tiên sau khi Việt Nam-Nhật Bản nâng cấp quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và phồn vinh tại châu Á và trên thế giới. Lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ có cuộc trao đổi sôi nổi về các hoạt động quan trọng nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế dựa trên nền tảng quan hệ đối tác mới. Tôi hy vọng chuyến thăm Nhật Bản lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp để Nhật Bản và Việt Nam có thể cùng nhau đóng góp cho sự phát triển của khu vực và thế giới, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nói. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247 để không bỏ lỡ những thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất của chúng tôi. Bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.